Nhận định Newcastle với Arsenal, lúc 20 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2019, chờ pháo thủ bắn hạ trích chòe. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất, cảm ơn các bạn. Newcastle United hiện tại chỉ được đánh giá là đội bóng tầm trung bình yếu ở giải ngoại hạng. Mùa bóng trước họ cũng phải khá chật vật trong cuộc chiến trụ hạng và chỉ thực sự bùng nổ ở cuối mùa và cán đích ở vị trí thứ 13. Ở giải đấu năm nay, họ lại vừa chia tay huấn luyện viên kỳ cựu Benitez, nội bộ của trích chòe vẫn đang gặp nhiều xáo trộn. Chính vì thế, đội chủ sân xanh James Park càng không được đánh giá cao ở thời điểm này. Newcastle chỉ mới đá 2 trận ở mùa hè vừa qua, họ thắng 1 và thua 1 trước các đội bóng kém tên tuổi. Phong độ và thực lực của đội chủ nhà đều bị đánh giá thấp so với Arsenal. 10 lần chạm trán nhau gần đây trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ, Arsenal hoàn toàn áp đảo với 9 chiến thắng. Qua đó có thể thấy đẳng cấp giữa hai đội là hết sức chênh lệch. Trích chòe luôn là mồi ngon cho các pháo thủ tập bắn làm khách ở trận đấu này, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Emery sẽ tung ra đội hình siêu tấn công với những hộ công đầy kỹ thuật như Ozil, Miki. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo khủng khiếp Aubameyang và Lacazette sẽ là mối đe dọa thường trực cho khung thành của Newcastle. Arsenal là một đại gia trong nhóm Big Six, họ có đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Phong độ của pháo thủ cũng đang được đánh giá cao, nên theo nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng ở trận này, đội khách sẽ có chiến thắng, thậm chí với tỷ số cách biệt.